Giờ anh xin thưa, phép được giới thiệu các bạn, đây là con trồng hệ sinh thái cộng sinh. Trước tiên là trồng cây cà phê mít rừng cho người dân để họ theo thói quen sản xuất nhưng mà nó là tầng giá cao. Thứ hai, sau đấy con trồng cây cơ nia để sau nó vượt tán thì kinh tế cây cơ nia mang lại nhiều hơn, và hai cây này vẫn cộng sinh nhau, chỉ chia tầng tán thôi. Và thứ ba đây là cái cây, dạ đây là cái cây này là mang lại ngũ gia bì rất là thơm, để nó là thuốc bảo vệ cho cây này, có nghĩa là nó là phiên dịch. Cái này là tre, cái này là cây tự nhiên mình cũng không quan trọng, nhưng mà đây cây rẻ rừng đây trồng được 1 năm tuổi lên được hôm nay rồi. Thì cây rẻ rừng này á, nó lại có hay nó lại là một tầng tán thứ ba, thành ra tương lai gần ở đây là nhiều tầng tán khác nhau đấy, cho nên là nếu mà nhìn sâu hơn vườn rừng của con là thấy rất là nhiều tầng tán mà sống hạnh phúc với nhau, không cần phải dùng thuốc, không cần phải bón phân, không phải làm cái gì hết, mà người dân chỉ đi thu hoạch. Thì còn cái vườn canh tác độc canh thì người ta chỉ ăn được một loại thôi, còn đây thì ăn được rất là nhiều thứ trong một khu vườn. Bên dưới đây cũng có rất là nhiều sâm và dược liệu, và chính sâm dược liệu là nó cải tạo đất và mình không có xịt thuốc trừ sâu diệt cỏ. Thành thử ra người dân ở khu vườn này 1 năm ăn xong chỉ đi khai thác mà không đầu tư, còn ngược lại khu vườn bên đây thì lại suốt ngày đầu tư mà khai thác chỉ được mỗi cà phê. Đấy là cái sự khác biệt giữa vườn rừng và vườn canh tác truyền thống, và đấy là cái cách để mình phục hồi rừng để tạo lên những cánh rừng mới như các bác đang nhìn trước mặt đó. Thì đây là hệ sinh thái thứ cấp, còn trên tháp là con làm hệ sinh thái rất là dày và cao tầng vì nó đã thành công. Như cái này cậu đã trình bày ở đâu, như là một cái phương án để bảo vệ rừng, phát triển rừng trước? Dạ, con có nhờ anh Bảo là quay phim và anh em cộng tác với nhau để trình bày trước đài truyền hình VTV và trúng giải trong năm đấy rất là cao. Dạ, thì thứ nhất, thứ hai nữa là con trình bày ở ban tỉnh và một số đơn vị thì báo đồng thuận về đây là dự án rất là hay ý nghĩa và cho con cái xúc tiến cái mô hình quy hoạch vùng này để sắp tới nó triển khai toàn bộ là du lịch gắn kết với vườn rừng, gắn kết với là sâm dược liệu và những loại bảo tồn cây gỗ quý tại vùng này luôn. Và tất nhiên là người đồng bào là người thực hiện chính, con chỉ là người điều tiết, nó là như vậy. Mà quyền lợi cứ về họ. Dạ, quyền lợi là về người đồng bào. Gốc là quyền lợi. Và đấy, qua đây thì các đơn vị lớn ấy, nó gấp đôi giá mua cà phê bình thường. Dạ. Thì tự nhiên người ta năng suất có thể thấp hơn, nhưng mà nó là cà phê tổng thu nhập của họ có trong tổng nhập là cao hơn, cho nên đấy là vấn đề quan trọng. Thế là khi tôi có nói ý là liên cái mô hình mới nhất của cà phê và rừng là mô hình đa tầng, đa dạng thực vật, đa dạng sản phẩm và cuối cùng tổng hợp thu nhập cao hơn chỗ khác. Và ra một sản phẩm được thế giới thừa nhận là sản phẩm hữu cơ. Và thế giới bây giờ người cần là cà phê sạch, sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ. Chính cái sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ nó làm cho cái giá trị cà phê nó nâng lên. Và vì vậy thì cái mô hình tốt nhất là liên kết giữa những người như thế này với nông dân. Đất vẫn của dân, bìa đỏ vẫn của dân, và canh tác vẫn của dân, thu nhập của dân cao hơn, nhưng nhà nước và doanh nghiệp vẫn được hưởng lợi. Nhà nước thì được hưởng cái không gian, cái rừng, cái hoàn cảnh, cái thuế và thực sự là môi trường. Còn người dân thì được thu nhập cao hơn vì giá mua cao hơn. Mặc dù năng suất hoặc sản lượng thấp hơn anh trồng chuyên canh, nhưng cái này nó có một lợi ích nữa anh ạ, là giảm lượng tưới. Mà nước tưới đối với tự nhiên là vấn đề cực kỳ quan trọng và thiếu. Nếu như ai cũng cứ tưới với quy mô như vậy thì không còn nước, kể cả nước ngầm. Đây là vấn đề lớn. Cho nên cái này nó cũng giải quyết được cái này là nước tưới. Vâng. Có nghĩa là mô hình vườn rừng con là thuận sinh luôn, mà bắt đầu nó cũng phải thay giống cà phê. Còn nếu mà giống truyền thống không làm được chuyện đấy. Thành thử là khi mình thay thì mình thay đổi. Đó chủ yếu là cái mít. À, trong vườn là 3 loại cà phê khác nhau, trồng xanh canh nhưng mà mít con đang thay thế từ từ cho cà phê vối. Để coi như là khu vườn nó thay đổi dần dần theo thời gian. Thì đi qua khu vườn này nếu mà các bác có thời gian cùng khu vườn bên trên là mà cà phê mít bản chất là bạc cà phê hoa. Dạ hoàng dạ. Nhưng mà thì hôm sau đi, bác cháu mình xong cái đường mình chạy lên trên đấy. Nếu mà độ cao trên 800 m thì dạ, trên cà phê chè nó mới đánh giá được. Ở đây là bình độ bao nhiêu? Đây chỗ này vị trí này mới là bình độ khoảng 700-750 thôi. Còn lên trên kia bắt đầu 900 rồi mới cho trồng sâm nhiều. Đây, xuống đây con đi chùa. Dạ dạ. Này. Dạ. Em có lấy mẫu làm sao lại cái cây này. Mấy anh em mình đứng vào đây chụp vài mô hình cái cây cà phê này làng ơi. Mấy anh em mình phải tên địa phương như là tên xã dạ, dạ, tên Latin hoặc là không phải là gì. Dạ. Chắc chắn là không phải là gì. Nhưng mà để xem nó là cây gì, để sau này á cố vấn cho nó trả lời cái cây này nó trả